Quý vị và các bạn thân mến, đối với bất kỳ một ông bố bà mẹ nào khi có con em của mình đang chuẩn bị bước chân vào lớp 1 thì bên cạnh những cảm xúc vừa hoang mang vừa lo lắng thì cũng có rất là nhiều những cái sự háo hức mong chờ làm sao để có thể chuẩn bị cho con đủ đầy những hành trang để con tự tin bước chân vào lớp 1, ngưỡng cửa đầu tiên của con bước vào cuộc đời. Và bên cạnh đó thì có một thực tế, không phải ông bố bà mẹ nào cũng có thể có được những sự chuẩn bị đầy đủ cho con, và đặc biệt là sự chuẩn bị một cách hợp lý cho con, cũng như những cái sự chuẩn bị đó sẽ thực sự là hữu ích cho con khi con bước chân vào lớp 1. Và cũng chính vì vậy, để giúp cho các quý vị phụ huynh của chúng ta phần nào có thể nắm bắt được tâm lý của trẻ, phần nào giải tỏa được tâm lý của chính mình, và để biết cách làm thế nào để chúng ta đồng hành cùng với con trong ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời này, ngày hôm nay Hoài Anh xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, cùng giao lưu và cùng trò chuyện với chuyên gia tâm lý Chu Tú Lệ ạ. Và xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chào Hoài Anh, xin chào khán giả. Vâng ạ, và trước khi chúng ta cùng đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay cùng với chuyên gia Chu Tú Lệ thì Hoài Anh xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Bi bi, bi sắc bi, bi bi huyền bi, bi bi hỏi bi, bi bi nga bi. Dù con đã biết đọc, viết khá nhanh, nhưng chị Thắm vẫn chưa yên tâm khi con chuẩn bị vào lớp 1. Vì thế, với hy vọng sẽ giúp con tránh khủng hoảng và bắt kịp được các bạn khi học chính thức, nên chị có ý định cho con đi học tiền lớp 1. Mình cũng tham khảo rất nhiều các anh chị mà đã từng có con vào lớp 1 rồi. Thì cái thời gian đầu nếu mà bố mẹ không cho con bắt nhịp làm quen thì khi vào thì cả bố mẹ và cả con đều rất là khủng hoảng. Ngoài việc con ở trên lớp thì cũng rất nhiều các bạn là biết trước mà về con mình không biết. Tự dưng con sợ cái cảm giác phải học. Không chỉ chị Thắm mà việc sẽ cho con đi học trước khi vào lớp 1 cũng là xu hướng chung của nhiều phụ huynh hiện nay. Tuy nhiên, theo nhiều giáo viên, điều này không đồng nghĩa là các em sẽ học tốt hơn, nhanh hơn so với các bạn còn lại. Vì thế, phụ huynh không nên quá lo lắng mà gây áp lực cho con. Phụ huynh cho các con đi học trước thì sẽ thành cái áp lực đối với con, và các con sẽ thành rất là chủ quan khi các con đứng ngồi trên lớp với cô, và các con sẽ biết rằng là mình biết rồi, mình không cần học nữa. Thì theo tôi là cũng không nên cho các con đi học trước là như vậy. Theo các giáo viên và chuyên gia giáo dục, thay vì để con học trước khi vào lớp 1, cha mẹ có thể cho con tham gia những lớp tiền tiểu học hoặc tự trang bị cho con những kỹ năng như tư thế ngồi, cách cầm bút, kỹ năng lắng nghe và tự phục vụ cá nhân. Bên cạnh việc chuẩn bị cho trẻ về tâm lý, phụ huynh cũng cần chăm sóc, rèn luyện sức khỏe cho trẻ để con có đủ sức khỏe, nhanh nhẹn, vui vẻ khi học tập. Đây mới chính là hành trang cần thiết và quan trọng để trẻ bước vào lớp 1. Và thưa quý vị và các bạn, có lẽ rằng là với những cái hình ảnh vừa rồi thì quý vị cũng đã phần nào chúng ta hiểu được những cái căng thẳng và những cái áp lực không chỉ là từ các em bé mà thật sự là từ các bậc phụ huynh của chúng ta khi có con bước chân vào lớp 1. Vậy thì quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay cùng với chuyên gia Chu Tú Lệ. Thưa chuyên gia, khi mà chúng ta nói đến việc mà trẻ chuẩn bị chuyển cấp, chuẩn bị bước sang một môi trường mới, có lẽ rằng là trẻ sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những cái áp lực về mặt tâm lý, đúng không ạ? Cái chuyện đi học và các cái chuyển cấp như là từ cấp 1 sang cấp 2, cấp 2 sang cấp 3, hay thậm chí là từ cấp 3 và chuyển lên đại học, thì mỗi cái cấp học nó sẽ đều có những cái áp lực tâm lý riêng của nó. Nhưng mà có lẽ cái cấp học mà nó gây áp lực hoặc là gây cái nhiều cái điều mới lạ nhất đấy chính là chuyển từ mẫu giáo mà chuyển sang cấp tiểu học. Tại sao ở cái cấp học này thì nó lại có một cái sự đặc biệt như vậy? Bởi vì như Hoài Anh và các quý vị khán giả đều biết thì tuổi mẫu giáo là tuổi ăn và chơi, chủ yếu là hoạt động chủ đạo của các con là chơi và khám phá từ môi trường xung quanh. Nhưng khi bắt đầu chuyển sang môi trường tiểu học thì đấy, hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi này lại là hoạt động học tập. Mà đối với hoạt động học tập thì nó đòi hỏi ở cái người học, đặc biệt là những đứa trẻ, phải có cái tính tự giác cũng như là những cái năng lực nhất định thì mới đáp ứng cho việc học đấy. Thì khi mà chuyển từ cái cấp mẫu giáo mà sang tiểu học thì nó sẽ gây cho trẻ con rất nhiều những cái áp lực và khó khăn nhất định của nó. Ngoài cái chuyển đổi từ hoạt động chủ đạo là chơi sang học thì nó lại còn có một số những cái phức tạp nữa. Ví dụ như là môi trường tiểu học thì có một cái yêu cầu về tuân thủ nề nếp, về giờ học, rồi có các bài kiểm tra. Đó là những cái điều mà ở môi trường mẫu giáo gần như là trẻ sẽ chưa phải đối mặt bao giờ. Và cái điều nữa đó là khi bắt đầu trẻ con đi học tiểu học thì lúc này nó sẽ phải nhận rất là nhiều những cái sự quan tâm và áp lực từ người thân. Vậy thì những cái sai lầm mà chúng ta thường gặp khi mà các ông bố bà mẹ chuẩn bị cho con bước chân vào lớp 1 là gì ạ? Là có một vài những cái kiểu sai lầm khá là rõ và nó thuộc về các nhóm.
Một cái nhóm mà hay mình hay phải làm việc nhiều nhất đấy là cái nhóm các con lại không được chuẩn bị gì. Yeah. Tức là thực ra thì cái việc mà bố mẹ có quan điểm là cũng giống như thời của bố mẹ ngày xưa thì nó cứ chơi rồi đến lúc chuyển cấp thì nó chuyển cấp và đi học thôi. Bài vở thì có trường mẫu giáo người ta dạy cho cái gì thì biết cái đó. Thì dẫn đến là đứa trẻ nó không có được chuẩn bị về mặt tâm lý, cũng không có được chuẩn bị tốt một số các cái kỹ năng để phục vụ cho việc học tiểu học. Thì khi bắt đầu nó vào tiểu học thì đứa trẻ nó bắt đầu nó bị ngợp. Yeah. Đặc biệt là trong giai đoạn khoảng 3 tháng đầu tiên của kỳ 1 đó. Một cái nhóm thứ hai thì mình cũng được gặp, nhưng mà gặp là sau khi con của họ có vấn đề thì họ đến gặp mình. Đấy là họ chuẩn bị cho đứa trẻ quá nhiều. Yeah. Quá nhiều ở đây là gì? Quá nhiều chủ yếu là liên quan đến việc quá nhiều về mặt kiến thức. Yeah. Tức là trẻ nó được trang bị và biết nhiều, dẫn đến là khi mà vào trong lớp học thì bài này nó biết rồi. Yeah. Nội dung này nó biết rồi, và bắt đầu đứa trẻ nó có một cái sự hơi chủ quan và chảnh mảng trong việc học. Dẫn đến là ở thời gian đầu thì đứa trẻ nó đáp ứng việc học rất tốt và gần như cũng không ai làm gì đến nó cả. Nhưng bắt đầu về sau thì trẻ chủ quan, bài vở bắt đầu điểm số không được đáp ứng, hoặc là có những cái hành vi lộn xộn trong lớp học bởi vì trẻ biết rồi, thì lúc này cô giáo bắt đầu phàn nàn với phụ huynh. Thế còn một cái nhóm thứ ba nữa mà mình gặp đó là liên quan đến những cái đứa trẻ nó bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần, ví dụ như là bị stress hoặc bị lo âu. Yeah. Bởi vì cái chuyện mà nó sợ trường học là một phần, nhưng mà vì nó có một cái nữa là các bố mẹ đặt ra các cái mục tiêu yêu cầu vượt quá sức của trẻ. Đó. Dạ vâng ạ. Vậy thì khi mà chúng ta đã biết, chúng ta nhìn thấy được những cái vấn đề rất là rõ ràng như vậy, thì cách để chúng ta có thể thay đổi điều đó, để chúng ta có thể đồng hành cùng với con là như thế nào ạ? Mình nghĩ là làm gì thì cũng phải chuẩn bị. Việc đi học cũng là như vậy. Thế thì với một cái em bé khi mà cần chuyển từ cái cấp mẫu giáo mà sang tiểu học, thì với vai trò là bố mẹ thì mình nghĩ là có một số việc như sau. Nếu mà chúng ta chuẩn bị được cho con thì mình nghĩ là cái hành trang đi vào lớp 1 của con nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Cái thứ nhất có lẽ là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị về mặt tâm lý cho con. Cái thứ hai nữa mình nghĩ là vì ở độ tuổi tiểu học thì bọn trẻ con nó phải có một cái cường độ học tập cao hơn ở mẫu giáo rất là nhiều. Ví dụ như con gái của mình đi học là một ngày thì các cháu sẽ học khoảng 5 đến 6 tiết học. Và các tiết học như vậy nó đan xen vào các khoảng nghỉ. Chưa kể là ở độ tuổi này thì trẻ con nó có cái nhu cầu vận động rất là nhiều vì nó đang trong tuổi phát triển. Thì có một cái mà chúng ta không thể không nghĩ đến, đó là chuẩn bị cho con về cái sức khỏe. Một cái sức khỏe đủ tốt thì con mới có thể đáp ứng với những cái cường độ học tập như vậy. Và một bầu không khí tâm lý gia đình thật thoải mái. Một cái thứ ba nữa đó là cái câu chuyện chúng ta phải chuẩn bị kỹ năng cho trẻ. Mà ở đây mình có nói một chút là gọi là các cái kỹ năng tiền tiểu học. Chắc là đứa trẻ nó cũng nên được biết 29 chữ cái nó là các chữ nào. Vâng. Rồi 10 cái số đầu tiên. Các con cũng cần phải biết về các mặt số, các con cũng biết các mặt chữ. Rồi cũng phải biết là cầm bút đúng cách như nào, mình có thể ngồi tại bàn viết làm sao. Bởi vì là với cái chương trình sách như bây giờ thì rõ ràng là các con vào học hết học kỳ 1 là các con đã phải đọc được thông rồi. Thì nếu mà mình không biết được mặt số mặt chữ như vậy thì cái đứa trẻ nó không có một cái xuất phát điểm đầy đủ. Một cái nữa đó là liên quan đến cái trang bị cho con mình các cái kỹ năng tự phục vụ. Như các bố mẹ, như MC Hoài Anh và khán giả sẽ biết là chúng ta sẽ vì công việc nên chúng ta sẽ cho con chúng ta nó học bán chú khá nhiều. Thì học ở trường thì cái việc mà tự thay đồ này, rồi tự ăn này, rồi tự đi vệ sinh, tự chuẩn bị các đồ dùng học tập của mình, học xong biết cất hết vào để mang về nhà như nào, thì tất cả những cái kỹ năng tự phục vụ như thế đứa trẻ cần phải được bố mẹ trang bị. Thì đến khi con tới trường học con mới có thể làm được những cái việc này. Và khi con làm được, con có kết quả, con được cô và các bạn ghi nhận, thì con lại tự tin và nó sẽ làm cho cái việc học của con nó được thuận lợi hơn. Một cái nữa đó là chúng ta bắt đầu cũng phải hỗ trợ cho con mình hình thành một số những cái kỹ năng tự học. Và cái cuối cùng mà mình nghĩ là tất cả những cái kỹ năng kia là điều kiện cần rồi, thì có một cái mà để giúp cho các con đấy chính là phải tạo được cho con cái hứng thú với việc học. Cái này dễ mà lại là khó, bởi vì chỉ khi chúng ta có hứng thú thì chúng ta mới làm tốt được. Nói về cái động cơ học tập này thì nó có động cơ bên trong và động cơ bên ngoài. Động cơ bên trong là gì? Là đứa trẻ nó cảm thấy cái việc học này mang lại cho nó những cái giá trị và niềm vui, và nó thích. Nó thích khám phá cái tri thức này, nó thích giải quyết các vấn đề bài vở này để từ đấy giúp cho nó thoải mái. Thế còn một cái nhóm thứ hai đó là người ta tạo cho dùng động cơ bên ngoài để tạo cho trẻ. Động cơ bên ngoài là gì? Là những cái giá trị mà
chính từ kết quả học tập có được mới mang lại cho đứa trẻ ví dụ như là phần thưởng, là lời khen. Thì đối với cái động cơ bên ngoài ý, ở cái giai đoạn đầu thì chúng ta có vẻ như chúng ta sẽ thấy là nó có giá trị rất tốt, bởi vì à, con học đi rồi mẹ sẽ thưởng cho con đi chơi cái này, con học rồi mẹ sẽ thưởng cho con cái kia, và chúng ta thấy đứa trẻ nó đi nó làm ngay. Nhưng ở trong một số những cái trường hợp khi mà nếu như đứa trẻ nó không đạt được cái kết quả học tập để nó có được cái điều mà các giá trị bên ngoài mang đến cho nó, thì có thể nó sẽ dẫn đến tình trạng là một là đứa trẻ nó cảm thấy bị căng thẳng vì nó đã không đạt được cái mục tiêu. Đấy là có sự căng thẳng tâm lý. Còn trong một số tình huống tệ hơn, đó là vì mục đích muốn đạt được những cái giá trị bên ngoài mà bắt đầu trẻ nó có những cái sự lệch lạc trong cái tuân thủ, ví dụ như là cố tình quay cóp bài vở như thế nào đó để đạt được kết quả, để về mình còn đạt được những điều kia, thì lúc này câu chuyện nó lại trở thành những cái vấn đề rất là đau đầu. Cho nên là thực ra thì với một cái đứa trẻ ở giai đoạn đầu khi nó mới hình thành với việc học, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ phải sử dụng cả động cơ bên trong và động cơ bên ngoài, vì không ai sinh ra là thích đi học luôn cả. À, rất là hiểu được những cái tâm lý đó của các bậc phụ huynh khi mà có con em chuẩn bị bước vào lớp 1. Cho nên là chương trình Làm Cha Mẹ của chúng tôi ngày hôm nay mới mời chuyên gia Chu Tú Lệ đến đây để chia sẻ cùng quý vị. Và Hoài Anh nghĩ rằng là mặc dù là thời lượng khá là ngắn ngủi, nhưng mà những gì chuyên gia chia sẻ cũng rất là cô đọng và cũng rất là cần thiết để làm hành trang. Bởi vì đây là hành trang mà bố mẹ cần phải chuẩn bị trước, thì chúng ta mới có thể sẵn sàng để chúng ta chuẩn bị cho con em của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng những gì mà chuyên gia Chu Tú Lệ chia sẻ thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta sẽ có được những cái định hướng, đặc biệt là chúng ta sẽ tránh đi những cái trường hợp chúng ta đè nặng lên đôi vai quá là bé nhỏ của con em chúng ta những cái áp lực mà không cần thiết, và làm sao để thực sự tạo cho bé những cái niềm hứng khởi để bé tiếp cận với một cái thế giới rộng lớn mới, sẽ là một cái môi trường mới mà bé sẽ được học rất nhiều ở đó. Mỗi ngày đến trường phải là một ngày vui. Cảm ơn chuyên gia Chu Tú Lệ và xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Làm Cha Mẹ. 5 điều không nên khi cho con vào lớp 1. Không nên quá kỳ vọng vào việc học tập của con. Đừng biến trẻ thành cái máy biết đọc, biết viết. Tránh việc dọa dẫm con. Không nên ảo tưởng về con. Không nên cho con đi học trước. 5 điều nên làm khi cho con vào lớp 1. Hướng dẫn các con kỹ năng tự phục vụ bản thân. Để con biết tôn trọng. Lắng nghe những câu chuyện của con, giúp con định hướng. Gặp mặt giáo viên trước ngày khai giảng. Thường xuyên trao đổi với thầy cô để cùng giáo dục con.